Altic E7 anh em nhé, với giá 6 triệu 4 kênh 700W trên 1 kênh, với giá 6 triệu. Quản lý nguồn VS1028 giá hiện tại đang là 1 triệu anh em nhé. Nâng tiếng X3000 Plus giá hiện tại đang là 1 triệu 200 nghìn đồng. Và quan trọng nhất, vang Zia KM8X giá hiện tại đang là 2 triệu 200 nghìn đồng anh em nhé. Với combo này sử dụng với mic O66 với giá 3 triệu anh em nhé, tiếng rất là hay, bắt mic tay vàng anh em nhé. Với cấu hình này em có ghép một cặp CBL4012 chất neo anh em nhé, 4012 chất neo, chất âm khá là rất chi tiết. Đeo tai nghe cảm nhận chất âm. Nhân viên bên em đang hát trực tiếp anh em nhé. Cấu hình này thì giá rẻ thôi, vàng 2 triệu 2, nâng giá là 1 triệu 2, quản lý nguồn giá 1 triệu, 7-6 triệu và mic 3 triệu, cặp loa 8 triệu 2 anh em nhé. Giá là chất. Không có ai khi anh đã hết yêu em. Mà vì khoảng cách đôi ta quá xa, đời đời anh xin lỗi vì đã không thể bên em anh lúc này. Cặp loa 4012 giá 8 triệu 2 anh em nhé. Đang dùng 2 kênh của bộ này đánh thôi. Chẳng thể nào thay đổi vì chỉ anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên. Quản lý nguồn này thì anh em có thể thấy là nó hiển thị điện áp, hiệu điện thế của gia đình mình anh em nhé. Điện yếu thì anh em có thể nhìn thấy, điện khỏe anh em cũng có thể nhìn thấy. Và quản lý nguồn tăng cộng. Và anh em có thể thấy là với cấu hình này, con quản lý nguồn này nó sẽ có 8 cổng đằng sau và mỗi một cổng đều có dơ le anh em nhé, bảo vệ các thiết bị của mình qua những dơ le, 8 dơ le bên trong. Và hai cổng đằng trước là có điện 24/24 anh em nhé. Nâng tiếng EX 3000 Plus con này thì nâng tiếng rất là hay, cho tiếng ca rất là mềm mượt. Và thì con KM8X này nó có 8 chế độ Eco và Reverb anh em nhé, 8 chế độ Eco và Reverb, có chỉnh Reverb độc lập và có Bluetooth cổng quang, anh em dễ dàng sử dụng. Với một combo này giá cũng khá tốt cho anh em. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Bên em giao hàng toàn quốc, combo khá chất anh em nhé.